Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Danh Hoàng Minh sinh năm 1999, trú tại xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Nạn nhân trong vụ án này là chị Phạm Thị Bích đã tử vong. Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 9 năm 2022, Minh điều khiển xe mô tô đi từ xã Định Hòa, huyện Gò Quao về xã Long Thạnh, huyện Rồng Riềng. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, do thiếu quan sát phía trước nên đã vấp phải ổ gà trên đường. Xe của Minh đụng vào phía sau xe mô tô đang chạy cùng chiều do anh Trần Văn Thọ điều khiển, chở theo phía sau là chị Phạm Thị Bích. Cú va chạm làm cho chị Bích ngã từ xe xuống đường và tử vong do bị chấn thương sọ não. Lúc này, bị cáo Minh điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã sử dụng rượu bia và sử dụng giấy phép lái xe giả. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đồng ý thừa nhận án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ mà tòa sơ thẩm đã tuyên.